Thưa quý vị và các bạn, hiện nay sầu riêng ở huyện Krông Bắc đang vào vụ thu hoạch. Năm nay giá thu mua cao hơn năm trước, sản lượng dự tính cũng cao hơn. Tranh thủ những ngày nghỉ lễ, người dân Krông Bắc, vùng trọng điểm sầu riêng của tỉnh, đang tập trung thu hoạch trong niềm vui được mùa, được giá. Dù là trong những ngày nghỉ lễ, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà ở thôn 19 tháng 5, xã E Dông, huyện Krông Bắc cùng nhân công vẫn tập trung thu hoạch sầu riêng. Vụ sầu riêng năm nay, gia đình chị Hà dự kiến thu được trên 4 tấn quả, với giá nhập tại vựa là 83.000 đồng 1 kg. Năm nay thì nhìn chung thì cũng được giá, cho nên là mặc dù là thời tiết cũng không được là như ý lắm, nhưng mà mọi người rất là phấn khởi vì cũng đến cái ngày thu hoạch rồi á. Cho nên là mọi người cũng tích cực để ra để thu hoạch cho nó kịp cái thời gian của cái cây sầu riêng nó chín á. Nên là mọi người cũng rất là phấn khởi. Còn gia đình bà Trần Thị Tuyến ở thôn 19 tháng 5, xã E Dông, huyện Krông Bắc có gần 3 hecta sầu riêng trồng từ năm 2004. Bà Tuyến cho biết năm nay sầu riêng được mùa nên gia đình bà thu được khoảng 80 tấn. Niềm vui được mùa, được giá nên dịp lễ Quốc Khánh gia đình bà cùng 20 lao động vẫn vào vườn thu hoạch sầu riêng. Nói chung là hôm nay là ngày lễ, đáng nhẽ là nghỉ đấy. Nhưng mà nói chung là giá là được, cho nên là bắt buộc là trời mưa tí nhưng mà cũng tất cả các đội ngũ đi cắt là cũng vui vẻ. Thế thì thu hoạch cho chủ vườn. Lực lượng công an, quân sự của xã thì đảng ủy cũng đã triển khai các cái kế hoạch tổ chức lịch trực và bảo vệ cái vụ sầu riêng trong cái thời, đặc biệt là trong cái thời điểm mấy cái ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Và tình hình để đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như để cho bà con thu hoạch đạt cái hiệu quả trong cái dịp lễ này. Trong những ngày này, trên tuyến quốc lộ 26 qua địa phận huyện Krông Bắc, từng đoàn xe container nối đuôi nhau chờ vận chuyển sầu riêng. Năm vừa qua, người trồng sầu riêng của huyện Krông Bắc nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung đón nhận nhiều niềm vui khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Vụ thu hoạch năm nay, giá sầu riêng cao nhất từ trước đến nay. Để thu mua hết sản lượng sầu riêng, đảm bảo chất lượng, huyện Krông Bắc đã có kế hoạch chỉ đạo từng bộ phận phối hợp hiệu quả để mọi hoạt động thu mua, vận chuyển diễn ra thông suốt kể cả ngày lễ. Và trong những ngày nghỉ lễ như thế này thì chúng tôi cũng đã lập tổ công tác đặc biệt và do lãnh đạo Ủy ban nhân huyện làm tổ trưởng và các cơ quan chuyên môn cùng tham gia vào. Và mặc dù lễ nhưng mà chúng tôi không có nghỉ, tập trung xử lý những cái khó khăn, những cái vướng mắc cho các doanh nghiệp và đặc biệt là tập trung vào công tác an ninh trật tự để làm sao đó mà thu mua cho người dân đảm bảo trong những cái dịp lễ như thế này. Năm nay sầu riêng huyện Krông Bắc đạt khoảng 80.000 tấn với sản lượng lớn cùng với giá đang ở mức cao, người nông dân đang hưởng không khí Quốc Khánh của mình bằng những thành quả trên chính mảnh vườn mà họ từng gắn bó lâu nay.